Vâng, xin Nghe được chào không chị. anh nhỉ? Không, nghe rõ tiếng anh rất rõ ạ. Vâng. Tôi Hải Phòng Vâng, xin chào anh. thì lên chỉ chia sẻ với anh một vài cái vấn đề thế này thôi, chia sẻ Dạ. vấn đề ba que. Vâng, Thì bây giờ nói là bản chất của ba que là cái gì? Nó là bọn trọc gậy bánh xe có thế thôi. đúng. Mà anh cứ hiểu đơn giản cái xe đang chạy mà cái gậy mà nó chọc vào thì anh biết là nó ức cái nào. Ba que Đấy. thì nó phải tuyên truyền, nó phải cay cú. Mà Vâng. bản chất của ba que thì nó như này này. Anh cứ hiểu là một cái loài chó trung thành mà Mỹ nó đào tạo ra. Thế lúc nào nó cũng trung thành cả. Đến khi Mỹ nó bỏ đi nó còn theo đi. Anh Nó thấy đúng là không? con đẻ của Pháp và con nuôi của Mỹ. Anh ơi, nó không Dạ. thể là con nuôi mà nó chỉ là con chó thôi. Vâng, thì thấy Nó đúng đào tạo ra mà. rồi. Đào tạo ra anh cứ hiểu đơn giản là nó bảo là bảo lăm thì lăm, bảo bo thì bo. Bảo đi đánh hơi thì đi đánh hơi. Thế nên khi Mỹ nó tan rã nó chán quá rồi. Cái câu chuyện người đi săn và con chó anh còn lạ gì. Đúng rồi. Đấy. Thế nên khi bỏ về bên kia rồi thì nó lại phải đi theo. Đi theo thì nó cay cú. Thực ra nó chả có một cái vai trò gì cả. Một cái chính quyền nó dựng nên mà nó cho rằng là nó hay nhưng từ Mỹ nó bảo sao sao nó phải làm vậy, nó bảo như một con chó mà. Dạ. Thế thì bây giờ nó cay cú thì nó chọc gậy bánh xe về về Việt Nam, cho là nó đủ các trò, nó gọi ba que ấy. Cao thì nó chê ngọng, nó cứ chê rồi đấy, thấp thì nó chê lùn, béo thì nó chê béo trục béo tròn, gầy thì nó chê xương sống xương sườn nhô ra, nó bảo không ưa dương có giỏi, cái gì nó chả chê được. Trong khi coi như là Đảng và nhà nước đang coi như là thanh trừng cái tham nhũng thì nó lại Chúng nó là bảo coi như tham ấy, nhũng, coi nó như tham là nhũng, phải, đúng không? tham nhũng nó bảo tham nhũng, nhưng khi bắt tham nhũng thì nó bắt cóc, tức là giọng gì nó cũng nói Vâng. được, nó đều vô cùng luôn. Cái thằng ba que gọi là ba que xỏ lá mà. Thế nó ở Nó bên bảo đấy diệt thì nó tuyên trừ truyền phe phái, chúng nó bảo diệt trừ đấy, ôi phe giời, nó đủ các trò phái. thật, nó Cái không có một gì cái nó thằng nào, xuyên không có một cái tạc. bọn nào nó bình thiểu như cái bọn ba que. Vâng. Mà thực ra nó kể cả cái thằng A Quy nó cũng là thằng bình thiểu, nó la liếm ở các diễn đàn, xong nó có thể là nó có khi nó tìm nhiều cái thông tin để xem là cái ý ý nguyện lòng dân, hoặc là những cái diễn đàn anh em mình bàn cách như thế nào về cái bọn gọi là biểu tình chống phá. Thứ biết cái thằng A Quý nó la liếm, nó la liếm cái kiểu đấy, chỉ có muốn nói rằng là để mà giữ được, tức là cái nền độc lập tự do mà cha ông mình mà đã, tức là bỏ ra xương máu đến hàng bao nhiêu năm trời mới có được, nó là điều rất quý giá. Dạ. Chiến tranh không phải trò đùa, Đúng. nói thật ra mà nói. Đâu rồi. Rồi là ba que nó xuyên tạc rằng là mình là hèn với giặc, ác với dân. Hèn cái gì? Một cái ông đế quốc Mỹ mà ông đứng số 1 thế giới ông thua, ông Pháp đứng số 2 thế giới thua, ông Nhật thua, xong đến ông Trung Quốc 14 lần đánh thắng quân Trung Quốc, trong đó có 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông. Đấy, thoát hoan chui vào ống đồng, mọi người đều biết nhá. Mình chả có cái gì mà mình không tự hào, của mình rất tự hào. 579 Trung Quốc nó hùa sang táng cho coi như lại chạy rẽ đất. Chưa thua một cái thằng nào cả. Việt Nam không khiêu khích ai, không đánh nhau với ai. Nhưng có kẻ nào mà Nhưng mà xâm cứ lược đất ai nước Việt động đến Nam? thì Vâng. ok, xuống đường coi như Đúng. kể cả, không có phải Da nghĩ trẻ gì da cả. gái, đúng. Đấy là cái tinh Đấy. thần của những người Việt Nam. Nhưng mà cho nên chúng nó ở bên kia, chúng nó suốt ngày chúng nó xuyên tạc là bảo hiện nay coi như mình bán đất rồi là bán nước cho Trung Quốc. Đúng không? Thì mình nghĩ là những người dân bình thường mình nghe rất là bức xúc cái sự xuyên tạc của chúng, có nó quá bỉ ổi. Nó bị Cái hỏi chúng ổi nó mà là anh bán ơi. ở đâu, bán ở chỗ nào thì chúng nó không trả lời được. Có một điều rất đáng tiếc anh ạ, là dân mình thì dân trí hơi bị thấp một tí. Nhưng Cái dần chính dần vì nó thế sẽ cao đấy ạ. Em tin được thì thời tin gian. chắc là thế. Vâng. Bây giờ nó cứ tuyên truyền là gì, cái thằng Hùng Lân ấy. Dạ. Nó bảo úi giời đa đảng nó hay, thì tất nhiên đa đảng nó hay thật. Phải công nhận là đa đảng nó hay, nhưng với điều kiện Nó phù hợp với một là cái đất nước khác nhau chứ không thể nào nó đúng. tức là nó có hai vấn đề cơ bản. Một là kinh tế cao, hai là dân trí cao. Kinh tế cao phải đều ấy nhé,
dân trí Đúng rồi. cao phải đều ấy nhé. Chứ anh em nói anh nghe, với anh nghe là với nói với mọi người rằng là thằng Trung Quốc bây giờ là kinh tế nó gần ngang với thằng Mỹ, thế nhưng nó không được đều, chính vì thế nó không đa đảng được, Đúng. chứ còn nó cũng muốn, chứ còn dân trí phải đều. Chứ bây giờ nhìn sang châu Âu anh cứ để ý dân trí người ta rất đều, Đúng. kể cả đi vùng sâu vùng xa người ta vẫn đều, người ta không thể có kiểu lạc hậu như là như mình. Thế cho nên là bọn nó tuyên truyền, bọn nó nói bố láo bố tuyết thì Chúng lại nó đòi nhằm coi vào như những là cái người mà dân trí bị thấp. Đấy. Thế bây giờ lại nói vấn đề biểu tình với dân oan. Dân oan cái gì, nhìn cái nhẵn mặt ra, cứ bất kỳ clip nào cũng có vài cái dân oan là cấn thị thêu dẫn một đoàn. Thế rồi là trẻ con, có khi là một bà gia đình già 5-7 người, nọ kia. rồi là trình độ thường thường là chỉ lớp 3, cứ có mặt chia tiền. Đấy. Nhiều nhà là có 3-4 đứa con là cũng lên dắt đi, có mặt chia tiền, cứ đếm đầu người ra tiền thôi. Thế lại nói đến ông nghiện, ông nghiện bây giờ ông đang lên cơn một đứa ông 300-400 thì nó thật là đi khẩn trương hơn gì nữa. Thế cho nên là nó toàn vào cái thành phần đấy thôi, chứ còn anh em mình thì thừa biết rằng dân mình là quá tỉnh táo, mà nhà nước mình quá tỉnh táo, làm sao mà để cho chúng nó làm cái chuyện đó như kia được, nhưng chẳng có nó nhũng nhiễu. Nó có một điều rằng như này, bây giờ là đảng và chính phủ là rất chi là đang, tức là đang muốn làm ăn, tức là đang muốn làm ăn với lại tất cả các nước trên thế giới, cho nên cần phải nhịn, cần phải hài hòa để mà làm sao đất nước nó phát triển lên. Em nói anh nghe, nhìn tương lai rất Đúng sáng, 15 nữa nha, nói thật ra nhá, những cái bọn ba que rồi. bên kia nói thật ra nó nhá, vãi linh hồn ra với Việt Nam, kể cả bây giờ về, nói thật ra về đây nhá, Vâng. mấy ông kiểu về đây toàn mời ông thôi, chứ ông có mời được mình cái gì đâu. Ông ấy mà nhìn thấy khoảng 20 anh em mình đi là ông ấy sợ rồi. Rồi. Anh em mình vô tư đúng không, Đúng rồi. nhậu Cái nhẹt điều thì đó thoải điều chính mái. xác. Cuộc Thì sống thực Việt tế Nam đây, bây giờ vâng, những cái điều này tôi đã phân tích rất nhiều ở những cái chương trình khác rồi. Đấy, tại sao hiện mà nay cái cuộc sống của những người dân Việt Nam nó như thế, khoảng 10 năm nữa sẽ như thế nào? Tôi phân tích rất nhiều rồi. sáng lắm anh ạ, Vâng, cực kỳ vâng. sáng. Bây giờ các nước Đấy. đang đầu tư coi như là ầm ầm về, sáng cực kỳ luôn. Cho nên là bà con mọi người, tức là cứ yên tâm, khoảng 15 nữa là đời sống là quá tuyệt vời luôn, không có gì phải suy nghĩ cả. Chứ còn đừng nghe cái bọn phản động nó tuyên truyền, nó làm nhũng nhiễu mình, là có ảnh hưởng đến cái quan hệ ngoại giao của thế giới, của các nước, là mình làm ăn nó khó đi. Bây giờ Ở mình anh ở Hải Phòng thì Hải Phòng thì tôi thấy có một cái thằng mà tôi cứ nói như nó là tôi rất bức xúc, thằng Tạ Bình. Nó là cái thằng người Việt Cộng hòa, hình như người nó ở bên hình như Thượng Lý Hạ Lý đấy. thực ra nó như này anh ạ, thực ra mà nói thẳng luôn là dân Hải Phòng ấy thì nói thật manh là những cái thằng mà nó cứ đi theo phản động nó là toàn loại vét đĩa mà, nói thật. Chứ còn dân mà anh chị thì không bao giờ người ta dây vào những cái này làm gì cả, mà thậm chí là người ta gặp cái bọn đấy người ta đập chỗ. Đúng. Còn bọn vét đĩa nó mới đi phản động thôi anh ạ, nó mới đi dân chủ oan, dân dân chủ dân quậy thôi. Mình quá dân chủ mà thực ra dân chủ thừa luôn, chứ không phải là dân chủ nữa. Mà cái thằng này nó cũng chửi Đảng Cộng sản ghê lắm. Anh ơi, nó Tạ cứ Bình, lấp nó tôi cào nói. bàn phím mà. Đấy, ở Hải Phòng anh lạ gì có cái ông Nguyễn Hữu Tính, ông Tính ở bến xe Liệm Nghĩa anh còn lạ gì, ông còn Rồi, nói tôi vạch biết. rõ tất cả những cái gì, vạch rõ cái ông Nghĩa ngày xưa ông vỡ Dạ. lợ 50 triệu của mười mấy 25 về trước ấy. Sau khi đi dân chủ dân oan là tiền bên kia bơm về là cái ông Nghĩa gì vừa bảo kinh tế gì ở bên cái gì chuyên gia kinh tế gì bên nước ngoài ấy, bên bên Mỹ ấy. Là cái lúc đó là ông mới vỡ lợ 50 triệu. Thế thì mới đi theo dân chủ dân oan, chứ ông Tính ông còn đi trước, đi theo ông Tính ấy. Thế là sau khi mà đi thì là ông lại, tức là có ông ấy là có viết được văn, thế là ông ấy viết bài, ông ấy chửi bậy là bên kia nó bơm tiền về là bố lại giả được lợ, xong Đúng. còn lằng nhằng là Tôi xong nói với các bạn, có những cái người đứa tí Hải Phòng, cái thằng Tạ Bình này, tôi cứ nhớ đến nó thì mẹ, nói chung là cái máu tôi, cái máu nóng nó lại 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 lại, lại lên. Tôi bảo tại sao anh, vì thực tế tôi nói với anh, ngày xưa tôi đã sống ở Hải Phòng cứ khoảng 8 năm đấy. Bây giờ tôi bảo tại sao dân Hải Phòng không 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 cái thằng này nó là người người gốc Hoa, xong bịt miệng nó lại. Chứ mình cũng chẳng phải phải ấy, nhưng mà sang phải nói với nó bịt miệng lại.
Thì thực tế cái bọn dân chủ Hải Phòng cũng rất ít thôi chứ không không nhiều. thực ra mà nói thì hôm nay Vâng. anh nói thì tôi biết tên cái thằng đấy, mà thực ra tôi hôm À nay mới nghe tên mà cũng chưa nhìn thấy Vâng. mặt, chứ còn nhìn thấy mặt thì cũng Vâng. đâu có. Nó bên Hạ Lý nên là trong phố rồi, còn nhiều khi nhiều thằng nó ở tận chỗ xa đấy cơ anh nhá. Vâng. Nhưng mà thường thường là thấy là dân Hải Phòng nhiều người ta cũng lên diễn đàn này, người ta gọi là Vâng. ủng hộ nhà nước mình, chứ còn phản động Hải Vâng. Phòng thì ít lắm anh nhá. Mà thực ra mà nói em nói nghe, đôi khi là bây giờ nói này này, những cái người người ta đi theo thực chất là lòng người ta cũng chả phải theo đâu, đôi khi chỉ vì vài trăm thôi chứ, Cũng có tặc khả năng lưỡi đấy. tặc lưỡi nó kiểu thế, chứ còn Dạ. thực ra trong lòng em thừa biết rằng là người ta cũng cũng chả theo, bởi vì nó cái bọn bên kia nó bơm về, nó tức là nó nói mơ hồ lắm anh ạ. Tự dưng có một thằng này, tự dưng ông Đào Minh Quân ông phong cho ông kêu là tỉnh trưởng tỉnh cái gì Đồng Nai, mà tự dưng ông còn nghe được thì tôi thật Ồ. sao nó đến Tỉnh chịu. trưởng tỉnh Quảng Nam vừa rồi xử mới tăng Đấy, đấy. từ 5 năm cho 11 năm tù, tỉnh trưởng tỉnh Sài Gòn, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam. Phải khổ quá với cái ông lọc lớp 2, lớp 3 có biết gì về chính trị, chính Đấy, em gì biết cái đâu. gì tự Đúng dưng không? Mà cũng như chả khác cũng thì, nhận sức. chả khác bây giờ tôi thì bây giờ Vâng. tôi phong cho cái ông ở trong miền Nam, cái ông là cụ trưởng được chứ ảnh hưởng gì đến tôi đâu, mà tôi Đấy, thì tự dưng khổ như vậy. cũng như Vương Văn Thả đấy, tự dưng lại Vâng. lao đầu vào, cuối cùng thành ra là cứ quốc tế ơi cứu tôi, có rời mà cứu, Đấy. tội là tội chứ còn cứu cái Đúng gì. Xong rồi vừa rồi là có cái vụ Vũ Nguyễn, xong rồi tuyên truyền viên ở Hoàng Hải ngoại bảo là Việt Nam không dám giam, rồi. thực ra họ nói là Hèn. chưa chưa mức Vâng. độ giam đấy, chứ còn người Vâng. cộng sản người ta quá khôn luôn, người ta Vâng. tỉnh tỉnh Đúng táo chứ đâu có phải vì rồi. mấy cái ông ba que ông tính ra được. Vài Vũ ông Nguyễn tướng đánh thua lập, vâng, lập công chuộc tội, có như khai ơi ra, có như bộ trưởng bộ nội vụ của chính phủ của thằng Đào Minh Quân, đúng không? Thì nói chung là đó. thôi, mình bắt được nó to chứ còn Vũ Nguyễn để cái bé thì thôi, thả Thì nó đấy ra, nó về đây nó quậy hiện tại là quả các đang thứ thôi. Vâng. xử 12 vị, trong đó có 2 vị nước ngoài đấy. Đấy đỡ đi, Đấy. của Việt Nam cũng dám xử, đợt này Mới xử luôn cho mới xem luôn. vâng, thì hôm nay tòa kết án rồi, hai thằng, một cái bà năm nay 62 tuổi tên Đấy. là Nguyễn Dêm Nguyễn, tức là bị Vâng. 14 năm tù, còn cái thằng coi như là Phan Ocho thì cũng bị 14 năm tù đấy. Đấy Không mới là xử cảnh đi cáo anh 14 ạ. năm. Vâng. Nên lần sau có vị nào mà dính nữa thì nó phải lên 25 hoặc là hơn nữa, chứ không phải chuyện Vâng. đùa. Người cộng sản thực ra nói là đảng mình là tương đối là nhân đạo đấy anh ạ, Đúng rồi. chứ còn như chỗ khác là không phải chuyện đùa đâu. Nên là mấy cái anh gọi là dân chủ quậy đi theo lọ kia vài vì vài cái đồng tiền các anh ấy làm, từ Dũng vô va thằng nào thằng 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 Bách gì ở Hà Nội đấy. Anh xem đang làm taxi thôi, chuyển sang dân chủ quậy chắc là tiền kiếm hơn tí, nhưng mà Kiếm hơn. chấn hưng đất Việt với nước Việt thì loại chúng nó thì chấn làm sao được. Xong bây giờ lại Trời vừa ơi, rồi lại bây giờ tôi nói anh có ví dụ thằng Dũng Vương Va. Bây giờ coi như nó làm nghề, cái thỉnh thoảng những người dân không hiểu biết cứ đưa giấy tờ đất các thứ lên, bắt đầu nó nói năng lung tung các thứ, cứ cũng lại mất tiền cho nó. Đấy. đấy thì nó gọi là Khổ như nó vậy. cơ Mà nó hội giải quyết nó được cái gì đâu. Tôi nói anh kẻ bây giờ cơ. những người dân đấy quá không hiểu biết. Ở Việt Nam rất có nhiều cái văn phòng và phòng luật sư. Hiện nay từ tư nhân người ta cũng có. Thì đưa ra đấy người ta hiểu biết pháp luật các thứ. Thì nói chung là cái tiền lông thì nói chung nó cũng không phải đắt lắm. Thì người ta nhờ những văn phòng luật sư đấy. Còn thằng Dũng Vô Va được cái gì? Đưa đây này để lấy cớ, nó tuyên truyền, bắt đầu nói xấu chế độ này khác. Thậm chí anh ạ, thậm chí là có Vâng. những người nghèo là luật sư người ta cũng không lấy tiền luôn, người ta giúp luôn. Mình dân mình là có cái truyền thống lá lành đùm lá rách mà anh. Không đến mức độ mà nó ấy, chứ còn Dũng Vô Va thì cứ phải tiền thôi anh ạ. Chúng nó cứ tiền chứ. Mà nói thật em nói anh nghe, cái bọn ba que bọn dân chủ quậy đó thật ra nói là chúng nó chỉ vì tiền thôi. Nếu đào mả bố chúng nó mà lấy được tiền chúng nó cũng đào cơ mà. Nó ngại gì đâu. Bây giờ này nói với Minh Duy Trần là như thế này, chắc cháu còn ít tuổi. Hiện nay nhá, cái chính sách của Đảng và Nhà nước rất tốt, rất là hay. Có những cái gì đấy, chẳng hạn các cháu có thắc mắc các thứ thì ví dụ cháu hỏi những cái người có hiểu biết, hoặc nếu mà cháu ở thành phố cháu có muốn kiện cáo cái gì thì các cháu cứ đến cái những văn phòng luật sư. Quan tham nhá, ở Việt Nam hiện nay chú công nhận một đất nước đang phát triển thì có quan tham cũng nhiều. Nhưng mà ở cái vấn đề là hiện nay
Đảng và nhà nước ta đã nhìn nhận ra được điều đó rồi và hiện nay đang làm rất quyết liệt. Đấy, rất quyết liệt. Thì dần dần thì nó sẽ bớt đi thôi. Chú chỉ nói một câu nó bớt đi thôi, chứ hết thì không hết được. Tất cả các đất nước mà phát triển ở trên thế giới này ấy, thì đều có những trò tham nhũng cả, không ít thì nhiều thôi. Vấn đề là Việt Nam mình sẽ làm và sẽ giảm đi rất nhiều. Đấy, các cháu nhìn nhìn ví dụ như 2, 3, 4 năm trước thì nó như thế nào, nhưng đến bây giờ thì nó các cháu thấy nó đỡ hơn rồi. Đấy. Thì nói chung là chú là những người lớn tuổi hơn thì chú nói với các cháu như thế thôi, các cháu hãy tin là xã hội Việt Nam không những về kinh tế mà tất cả cái mặt tồn tại trong xã hội bây giờ thì nó được sẽ cải thiện theo những thời gian sau những năm tới. Rồi xin mời. Vâng. Nói chung là đất nước mình là tương lai tươi sáng. Mọi người yên tâm chịu khó lao động là chắc chắn là sẽ giàu sẽ có. Chứ không phải nghĩ gì vài cái đồng bạc cái nó chỉ là cái trước mắt thôi, chứ hôm nay phải người ta bơm cho vài đồng thì mai cái anh ạ, đối với thế hệ trẻ phải cố gắng, ít nhất các cháu phải trang bị trước khi vào đời, các cháu phải trang bị cho các cháu một cái tức là nền tảng về kiến thức đã, đúng không? Đấy là cái gốc thì mình phải có, chứ còn sau đó coi như là ra đời các cháu có từ kiến thức đó mình nhanh nhẹn hoạt bát, đúng không, thì mình cuộc sống nó sẽ khá hơn thôi. Ai cũng vậy, ở đất nước nào cũng thế. Chứ bây giờ không bao giờ ví dụ mình cứ nằm ngửa ý, chờ xã hội người ta đem đến cho mình, không có đâu. Xã hội tạo điều kiện cho mình thôi để mình phát triển thôi, chứ không ai xã hội đưa đến cho mình để mình ấy. Xã hội nào cũng thế, mà Việt Nam hiện nay là một đất nước rất đang phát triển, và các những cái người, tôi khuyên những người dân ấy, mình phải cố gắng chịu khó chăm làm. Vâng. Nó là cái nền tảng của sự có. Thế thì nói đúng ra mà nói, nếu mà anh phải đi làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần cho ta. Mà ở Việt Nam bây giờ nhé, cơ hội quá nhiều, các người trẻ nhé xin việc quá nhiều quá dễ, chứ không phải như thời bọn tôi đấy. Thật ra nói bằng lớp 7 đi xin việc làm công nhân là bố mẹ cảm thấy mừng lắm, ăn phận tủi thường, lương 3 cọc 3 đồng. Mà ngày xin việc nó khó lắm, cơ quan xí nghiệp vào khó lắm. Bây giờ nhưng mở cửa bao nhiêu là liên doanh liên kết tất cả các thứ rồi, nếu mà ai mà học đại học sang bây giờ thì đầy cơ hội, công ty Samsung, công ty của Nhật, tất cả các thứ. Ngay tôi nói ngay ở Hải Phòng ấy nhiều lắm, xin không kể xiết, nhận bao nhiêu là người cũng hết. Rồi là cái ông Trần Nhật Vượng ấy, là cái VinGroup, ông đang ô tô đang đấy, ông nào có trình độ vào phát ra lương 230 triệu ngày kìa. Đấy, chứ còn không phải cái nhà máy của ô tô ấy hiện nay ở chỗ nào, khu nào anh ấy đi qua khu Đình Vũ, đi sâu về cái đằng đấy mà hoành tráng lắm. Mà vừa rồi nhá, tuyển bao nhiêu là người vào các bạn trẻ mà học đại học ra đấy, mà có trình độ vào đấy là lương đã cao mười mấy, 20, 25. Đấy, đấy, tùy theo những ai mà có kinh nghiệm 1, 2 năm vào đã 25 triệu ngày một tháng. Người ta tạo điều kiện đủ thứ, làm giàu cứ học hỏi, cứ tức là đi học, cứ có bằng đại học là ra là vào là xin, người ta tuyển nhiều lắm. Rồi là mấy công ty của Nhật đấy, người ta còn cạnh tranh nhau về nhân tài mà, về những các bác, những các cháu đại học đấy. Thế cho mà bây giờ lại nói về cái vùng quê đấy. Vùng quê ngày xưa thì có nhiều cái khó khăn. Bây giờ nhá, anh cứ có đất rộng là anh làm ăn là anh giàu hơn cả trong thành phố luôn. Do là chịu khó mà làm thôi. Nhiều bà cứ dân oan dân điếc, ở nhà bà có khi đất có nhưng bà bỏ không, ruộng có bỏ không thì làm dân oan. Anh không hiểu đâu, có những bà dân oan mà tôi nhìn tôi buồn cười lắm cơ. Tức là bà nhìn mặt bà này kiểu như nó đau dở. Tức là như cái bà rất là cái thiểu năng về trí lão, cứ đi theo là cứ cầm nó bảo đeo cái gì là đeo, mà viết cái chữ gì là ai viết vào đấy để cho bà ấy đeo là cứ đeo, xong tí là nhận tiền. Trái... Thôi thì hôm nay lên chia sẻ với anh Bằng một tí thôi, có gì anh cho người khác lên nhé. Cảm ơn rồi, anh nhiều. Rồi, xin chào mọi người. Rồi, xin chào anh. Vâng. Dân, rất mong anh gặp lại anh ở một chương trình sau.